AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn về phân đạm cá có tốt không qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về phân đạm cá là gì. Phân đạm cá là loại phân bón được sản xuất từ cá tươi như đầu cá, nội tạng, xương cá, vây cá và được lên men để tạo thành phân bón. Phân đạm cá chứa nhiều axit amin, đạm, khoáng, lân, kali và vitamin. Tuy nhiên, để sử dụng cho cây trồng, đạm cá cần trải qua quá trình xử lý để tạo thành hợp chất dễ sử dụng. Loại phân này cung cấp gần như đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây trồng. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về thành phần dinh dưỡng của phân đạm cá nhé. Hầu hết các loại phân bón đạm cá đều có tỷ lệ NPK tương ứng khoảng 4:1:1. Đạm phân cá chủ yếu ở dạng axit amin, trong đó có đến 17 loại axit amin thiết yếu cho cây, vi sinh vật có lợi cho đất, vitamin A, vitamin D, vitamin nhóm B và đạm hữu cơ cao. Vì thành phần chính của phân đạm cá là các chất hữu cơ nên còn được gọi là phân đạm cá hữu cơ. Bên cạnh đó, chế phẩm đạm cá còn chứa các nguyên tố chung, vi lượng như canxi, sắt, magie, mangan. Tiếp đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ về công dụng của phân đạm cá. Đạm cá cung cấp dưỡng chất cho cây phát triển. Dinh dưỡng trong đạm cá rất đa dạng, bao gồm nhóm chất trung, vi lượng và một tỷ lệ nhỏ chất đa lượng. Đây đều là những chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cây trồng. Vì vậy, đạm cá đáp ứng rất tốt dinh dưỡng cho cây giai đoạn bón thúc. Ngoài ra, phân bón này có chứa rất nhiều các axit amin, vitamin và hàm lượng protein, chất đạm cực kỳ cao, có tác dụng tăng cường trao đổi chất cho cây, giúp hỗ trợ rễ phát triển khỏe mạnh. Nếu cây trồng chỉ được bón nập cờ sẽ dễ khiến cây rơi vào tình trạng phát triển không cân đối, cây có sức đề kháng kém và dễ sâu bệnh. Đạm cá kích thích quá trình ra hoa, đậu trái diễn ra nhanh hơn. Các kết quả nghiên cứu của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp đã chỉ ra các axit amin có khả năng nâng cao và thúc đẩy quá trình thụ phấn, kéo dài thời gian sống của các hạt phấn. Sự thụ phấn là điều kiện quan trọng đối với khả năng đậu trái. Chính vì thế, đạm cá là một trong những lựa chọn cực kỳ hiệu quả giúp thúc đẩy quá trình ra hoa và tăng tỷ lệ đậu trái, đặc biệt với các loài cây tự thụ phấn. Đạm cá giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Các protein trong cá được phân giải thành axit amin khi ủ phân bón, giúp cây có thể hấp thụ dễ dàng mà không cần thời gian chuyển hóa dinh dưỡng. Axit amin được coi là yếu tố đặc biệt nhất của đạm cá so với các loại phân bón khác. Đặc điểm này rất có ích cho cây trồng trong thời kỳ bón thúc hay khi rễ cây yếu, rễ tổn thương, gặp khó khăn trong việc tiếp nhận dinh dưỡng. Đạm cá dễ hấp thụ sẽ giúp bổ sung kịp thời lượng dinh dưỡng lớn cây cần thiết trong những trường hợp đặc biệt này. Phân bón hữu cơ đạm cá tăng cường đề kháng cho cây, cải tạo đất. Lưu huỳnh, F, là một trong các thành phần trong đạm cá có tác dụng giảm tác hại của các loại sâu bệnh như ấu trùng, trứng tuyến trùng và giúp cây hồi phục do ngộ độc phân hóa học. Các chất vi lượng cũng giúp cây tăng cường đề kháng, ngăn ngừa sâu bệnh gây hại. Đặc biệt, trên cây ăn trái, bón đạm cá cũng giúp giảm tình trạng sần trái, rụng trái do virus, từ đó tăng năng suất cây trồng. Đạm cá cũng giúp điều hòa lượng kim loại trong đất, cải thiện đất cát, đất thoái hóa và bạc màu. Hiệu suất sử dụng đạm cá cao, tối ưu dinh dưỡng cây hấp thụ. Cây trồng hấp thụ dinh dưỡng từ đạm cá rất nhanh, hầu như không có tình trạng bay hơi nên hiệu suất sử dụng của sản phẩm này rất cao. Hiệu quả mà phân bón hữu cơ đạm cá mang lại vượt trội so với phân bón hóa học. Nhờ dinh dưỡng ở đạm cá đều ở dạng dễ hấp thụ nên bạn có thể sử dụng chúng như một loại phân bón lá. Với bề mặt lá lớn tăng diện tích hấp thụ, dinh dưỡng sẽ đi đến các bộ phận khác của cây nhanh nhất thông qua cá khí khổng trên lá. Kế tiếp, ta cùng tìm hiểu về các dạng phân bón đạm cá nhé. Có hai dạng phân đạm cá là phân đạm cá dạng viên và phân đạm cá dạng nước. Về phân cá dạng viên,
thời gian sử dụng lâu, dễ bảo quản, ít xuất hiện mùi. Phù hợp với mọi loại cây trồng, cây công nghiệp, cây ăn trái, rau, củ, hoa, cây cảnh. Dùng để bón lót, trước khi trồng hoặc bón thúc bất cứ lúc nào cho các loại hoa, cây cảnh, rau, củ, quả. Sau khi bón lót, xới đều phân trộn vào đất. Về phân đạm cá dạng nước, thường ở dạng cô đặc đạm cá, cây hấp thụ nhanh. Dễ dàng sử dụng bằng cách pha loãng với nước và phun qua lá hoặc tưới gốc và có thể kết hợp với các loại phân bón lá khác. Cung cấp phân bón lá có đạm cá sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ làm giảm độc chất và tăng hiệu quả phòng trừ sâu bệnh. Phun phân đạm nuôi cá trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Thời điểm phun tốt nhất là vào buổi sáng và chiều mát, phun định kỳ 7 đến 10 ngày một lần, không phun trực tiếp khi có hoa. Kế đó là về phân bón đạm cá phù hợp với những loại cây nào. Đạm cá rất dễ hấp thụ và thành phần dinh dưỡng cũng phù hợp với rất nhiều loại cây trồng khác nhau như cây cảnh, hoa cảnh, cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn trái, cây rau màu. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.